nóng, Bộ Công an điều tra nghi vấn, điểm thi bất thường, tại Hòa Bình. Trước thông tin, điểm thi cao bất thường, tại Hòa Bình. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với tỉnh Hòa Bình để điều tra, làm rõ những nghi vấn, những bất thường trong điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hòa Bình thời gian qua, khiến dư luận xã hội hết sức băn khoăn. Trao đổi với phóng viên báo, chiều ngày 2 tháng 8, ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình xác nhận, Bộ Công an đang phối hợp điều tra những bất thường trong điểm thi tại địa phương này. Tôi chưa nắm được cụ thể kết quả điều tra đến đâu. Việc này tôi đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Bộ Công an. Việc điều tra là dựa trên kết luận chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu tiếp tục điều tra. Trước đó, nghi vấn điểm thi bất thường ở Hòa Bình được đặt ra khi số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Trong khi đó, với đề thi toán năm ngoái, 2017, được đánh giá dễ hơn rất nhiều. Nhưng cả tỉnh Hòa Bình, chỉ có 100 em, đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước. Nếu xét điểm thi, theo khối chính A0, A1, B0, C0, C3, D1, trong 324 thí sinh cả nước, được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình 22 em. Ở tổ hợp C3, Toán, Ngữ văn, Lịch sử, cả nước có 10 thí sinh, được 27 điểm trở lên, Hòa Bình có 2 thí sinh. Điều đáng nói, trước đó ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hòa Bình, cũng nêu ra suy nghĩ của mình. Và cho rằng, việc chấm thi, được làm theo đúng quy trình, và không có bất cứ sự can thiệp nào. Đặc biệt, ông còn mời Bộ Giáo dục và Đào tạo vào kiểm tra để thêm, khẳng định rằng, tỉnh mình làm đúng. Sau đó, một đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên Hòa Bình để thực hiện việc chấm thẩm định bài thi của địa phương này, làm rõ những bất thường trong điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Tuy nhiên, sau khi kết thúc việc chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận những bài thi của Hòa Bình là hoàn toàn bình thường, 100% bài thi đã chấm thẩm định trùng khớp với kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với kết quả do Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã công bố ngày 11 tháng 7 năm 2018. Giang Nghĩa Trang hủy bài thi gốc, sự xấu hổ cùng cực. Hai vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang và Sơn La rồi sẽ bị cơ quan tố tụng xử nghiêm. Nhưng hình ảnh ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, mang 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi Giang Nghĩa Trang tiêu hủy, khó có thể xóa nhòa trong lòng những nhà giáo chân chính và người dân cả nước. Còn nhớ năm 2012, một ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận kỳ thi trung học phổ thông cơ bản nghiêm túc, thì một clip tiêu cực được phát tán. Thầy Nguyễn Danh Ngọc, giáo viên thể dục, trường trung học phổ thông, Đồi Ngô, Bắc Giang, đã tung ra một clip dài gần 10 phút, quay cảnh nhốn nháo trong phòng thi, tại hội đồng này. Trong clip, giáo viên trường, trung học phổ thông Đồi Ngô vào phòng ném bài và thu phao môn toán, ngoại ngữ. Thậm chí trong phòng có hai giám thị, nhưng các thí sinh vẫn hồn nhiên trao đổi một cách thoải mái. Đáp án còn được giải sẵn và cho phép tuần vào phòng thi. Sự việc lập tức gây chú ý của dư luận. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo tỉnh Bắc Giang nhanh chóng xử lý. Sau hơn 2 tháng thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan vụ việc này. Khi đó giáo sư Ngô Bảo Châu nhận định, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Đây là chuyện rất đáng buồn và là tiếng chuông cảnh tỉnh. Sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ trong hệ thống giáo dục. Sau những tiêu cực tai tiếng đấy, ngành giáo dục đã liên tiếp tìm tòi, đổi mới phương thức thi cử. Từ 2 chung đến 3 chung và đến năm 2015 là một hình thức thi mới, kỳ thi 2-1. Xét tốt nghiệp trung học phổ thông và làm cơ sở để tuyển sinh đại học, cao đẳng. Những tưởng thay đổi lần này sẽ tiệm cận đến sự hoàn hảo, nhẹ nhàng, ít tốn kém như sự chờ đợi, mong mỏi của nhân dân cả nước. Nhưng không. Tất cả như bị dội gáo nước lạnh. Vài ngày sau kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 kết thúc, vị lãnh đạo đầu ngành giáo dục và đào tạo tuyên bố kỳ thi được tổ chức nghiêm túc và an toàn. Tuyên bố rong rạc ấy phát ra vào đầu tuần, thì cuối tuần. Dư luận đã gọi tên Hà Giang, Lạng Sơn và cuối cùng là Sơn La. Sau 15 ngày giáo diết làm việc, cả đêm lẫn ngày, của tổ công tác,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công an, 7 cán bộ, lãnh đạo 2 tỉnh, Hà Giang và Sơn La, đã bị khởi tố. Phó phòng khảo thí sửa kết quả chuyên nghiệp, đến mức, chỉ cần 6 giây, để hô biến một bài thi, điểm 2 thành điểm 9. Và chỉ trong 2 giờ, gần 330 bài thi, được thầy phù thủy này phù phép, từ điểm thấp thành điểm cao chót vót. Dẫu có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, ông phó giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, đứng trong đường dây, gian lận điểm thi của tỉnh. Họ, những cán bộ, nhà quản lý giáo dục, đã mang đĩa CD, chứa dữ liệu bài thi gốc, ra nghĩa trang tiêu hủy, nhằm xóa dấu vết. Ngay trước ngày bị kiểm tra. Nhưng rồi lưới trời lồng lộng, tất cả sẽ phải trả giá trước pháp luật. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nói, khi công bố kết quả kiểm tra, tại Sơn La, thật đáng xấu hổ. Đây là hình ảnh xấu xí của giáo dục. Hôm qua, ngày 1 tháng 8, nhận trách nhiệm về mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, xảy ra sai phạm, thì phải xử lý nghiêm, nhưng không vì sai phạm ấy, mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, và vội vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này, như một số ý kiến đặt ra. Trước các sai phạm tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm, ông Nhạ nói và hứa, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện. Để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, những năm tới, được tổ chức tốt hơn. Từ năm 2012 đến nay, những người làm giáo dục luôn ngồi lại thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những điểm yếu, để khắc phục, nhưng gian lận vẫn cứ tiếp tục, và ngày càng tinh vi. Quái chiêu hơn. Đến khi nào các em học sinh mới có một kỳ thi nhẹ nhàng, đúng nghĩa, phụ huynh mới yên tâm về kết quả học hành. Thi cử công bằng, câu hỏi này không chỉ dành cho người đứng đầu ngành giáo dục nước nhà. Cần minh bạch 42 bài thi có điểm cao bất thường ở Sơn La. Trong danh sách 42 thí sinh này, bao nhiêu thí sinh đạt điểm thật? Bao nhiêu thí sinh nằm trong nhóm điểm cao bất thường? Ngay sau khi công bố danh sách 42 thí sinh có điểm thi cao bất thường trong môn ngữ văn tại tỉnh Sơn La, một số phụ huynh của các thí sinh cho rằng trong danh sách này vẫn có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều tra, xác minh, trả lại sự công bằng cho các em. Sau khi xác minh lại, Trang bị trừ 0,5 điểm, môn ngữ văn, chị Vi Thị My Son, phụ huynh của Trang cho biết, từ năm lớp 6, Trang đã nằm trong đội tuyển ngữ văn của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, lên cấp 3, Trang học lớp chuyên văn của trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La, và đạt giải khuyến khích, giải học sinh giỏi, môn văn quốc gia, năm 2018. Khi biết kết quả xác minh lại bài thi, Trang không dám ra ngoài, mà luôn ở trong phòng và khóc, bởi 0,5 điểm bị trừ, không ảnh hưởng tới nguyện vọng học trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của Trang, nhưng việc có tên trong danh sách, các thí sinh có điểm cao bất thường, khiến Trang rất sợ, và xấu hổ, trước bạn bè, hàng xóm. Chị Son cũng khẳng định, điểm số Trang đạt được là điểm thi thật. Gia đình không hề can thiệp vào số điểm thi này, mà xảy ra sự việc như vậy, khiến gia đình rất đau lòng, điểm cao văn là bình thường thôi. Vì cháu đã từng đoạt các giải lớn, không thể gọi là bất thường được. Ngày nào chúng tôi mở mạng ra, cũng thấy danh sách 42 thí sinh có điểm cao bất thường, trong khi đó, gia đình không hề có bất kỳ can thiệp gì, và con học thực lực như thế, mà lại bị nằm trong danh sách đấy. Tôi cũng mong muốn Bộ Giáo dục hay các cơ quan có thẩm quyền phải làm rõ việc này. Để làm sao không tạo áp lực cho các con về sau này. Trong danh sách 42 thí sinh này, bao nhiêu thí sinh đạt điểm thật? Bao nhiêu thí sinh nằm trong nhóm điểm cao bất thường là câu hỏi mà người dân Sơn La nói chung và phụ huynh các thí sinh nói riêng. Mong chờ câu trả lời để sớm trả lại công bằng cho các em. Ông Dương Trung Quốc, con ông cháu cha, gian lận điểm, làm mục ruông bộ máy. Ông Dương Trung Quốc, tôi cho rằng, việc này cần phải phanh phui ra xem, sự việc này chỉ giới hạn ở một hiện tượng, hay trở thành khá phổ biến. Hiện dư luận rất bất bình. Về hiện tượng, con của lãnh đạo, ở một số địa phương, được thấy điểm, trong kỳ thi, Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Trước thực trạng con này, phóng viên báo, đã trao đổi với ông, Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Theo ông Dương Trung Quốc, trước hiện tượng, cả nhà làm quan, diễn ra lâu nay, tôi từng đề cập tới, nhiều gia đình cha truyền con nối. Những giá trị sở trường. Thí dụ, như cụ Tôn Thất Tùng, thì có con là, Tôn Thất Bách, rất giỏi trong ngành y ở Ấn Độ. Ông Nê Du có con, cháu, đều được làm thủ tướng, nhưng, đấy phải là những giá trị thực. Hiện nay, sau khi phát hiện, con lãnh đạo được sửa điểm,
thì cái nhìn về hiện tượng, cha truyền con nối, dòng họ, cả nhà làm quan, rõ ràng. Đang có yếu tố tiêu cực trong đó. Phân tích rõ hơn về sự nguy hại của hiện tượng này, ông Dương Trung Quốc cho biết, vì bộ máy chính quyền quản lý không tốt đã tạo ra những hiện tượng gian lận, điều này sẽ là nguy hại rất lớn cho đất nước. Việc gian lận không chỉ lấy mất cơ hội của những người có tài khác, mà điều quan trọng đã tạo nên bộ máy ở đó có những thành viên được dựng lên bởi những hành vi gian dối. Rõ ràng, chất lượng kém như thế thì sẽ làm phản ứng dây chuyền từ đời này qua đời khác. Những yếu tố tiêu cực ấy, nó làm mục rỗng bộ máy của chúng ta. Cuối cùng, vị đại biểu quốc hội này nhấn mạnh rằng, qua việc này cho thấy hiện tượng một người làm quan, cả họ được nhờ, cha truyền con nối, con ông cháu cha, có chứa đựng rất nhiều yếu tố tiêu cực, chứ không thuần túy yếu tố tích cực, yếu tố truyền thống. Tôi cho rằng, việc này cần phải phanh phui ra. Hiện tượng này, nó chỉ giới hạn bởi một hiện tượng không hay, đã trở thành khá phổ biến rồi, để chúng ta còn biết để chấn chỉnh lại. Chúng ta không chỉ bị lỗ giò, mà cần phải khắc phục lại cả hệ thống bộ máy chúng ta có trong tay.